các bạn, hôm nay mình Mai Quy đứng đây xin giới thiệu một cái công cụ rất là tuyệt vời để chúng ta cắt những cái thân lan tách chiết ra. Thì lúc trước chúng ta hay sử dụng thì chúng ta hay biết là có những cái dạng con dao là cắt, nhưng mà thường là nó nhỏ thôi. Hôm nay Mai Quy là giới thiệu một con dao khỏe, bén mà lại đẹp. Đó là con dao cắt tách chiết có cán bằng gỗ các bạn, rất là đẹp các bạn. Nó đẹp, cái thứ hai nữa là nó có lực các bạn. Chúng ta cầm lên nó rất là vững chãi, và chúng ta chú ý là độ an toàn ha. Tại vì nó bén và nó nhọn nữa, chúng ta phải cẩn thận cất cái này đi. Thì là thứ nhất là lưỡi của nó rất là bén. Thứ hai nữa là nó là bằng thép không gỉ. Và cái cán của nó cầm rất là vững chãi và có lực để chúng ta cắt. Thì chúng ta sử dụng cái kéo này, một cái kéo mà không thể thiếu trong việc trồng lan. Tại sao như vậy? Để chút nữa Mai Quy làm mẫu cho chúng ta xem ha. Nhưng mà trước khi cắt thì mình nói là chúng ta sử dụng Bencuna để chúng ta khử trùng cái vết thương này, khử trùng cái con dao này. Chúng ta dùng bông gòn thôi, chúng ta bôi, không dùng lửa nha các bạn. Chúng ta mà dùng lửa mà hơ cái lưỡi kéo, lưỡi dao này là nó sẽ bị nó không còn bén nữa, nó bị chín. Rồi chúng ta cắt xong thì chúng ta nên dùng cái keo liền da này để chép vô cái vết sẹo nó sau 15 phút. Còn bây giờ chúng ta cắt thì thường chúng ta cắt cái gì? Chúng ta như là tách chiết, hoặc là chúng ta gọt cành, tỉa cành, tức là dùng trong những cây kiểng. Nhưng trong lan thì không thể thiếu được, đó là phần tách chiết của những cây kiếm. Thì trong cây kiếm chúng ta biết là những cái khẽ hở nó rất là nhỏ, chúng ta khó lòng mà đưa cái kéo vô. Thì chúng ta phải đưa cây dao, chúng ta đưa con dao, thì con dao này là con dao chuyên nghiệp để chúng ta làm điều đó. Nó vừa mỏng mà nó là vừa có lực. Thì hôm nay Mai Quy sẽ làm mẫu cắt một cây kiếm để làm cho nó hiệu quả. Trước đây mình đã cắt cái cây kiếm này rồi thì nó đã ra con, các bạn thấy nè, nó ra củ đuôi luôn, cắt rồi đó các bạn, tách rồi đó, thì nó ra luôn, nó như nảy mầm ra rất là đẹp. Thì cái chậu kiếm là nó sẽ nảy mầm xum xê và nó tạo phát triển ra nhiều con hơn. Thì hôm nay Mai Quy sẽ cắt mẫu, đây là cái chậu kiếm Phan Trí mà lá của nó cũng khá là láng rồi các bạn, mình đã chữa láng cho nó cũng rất là nhiều rồi, nó cũng được đạt hiệu quả rồi. Nhưng mà nó bốn củ nó chụm lại thì mình muốn xẻ nó ra để mình nhân giống củ đuôi, để củ đuôi nó không còn nhiệm vụ nhiều nữa. Thì dưới đây là củ đuôi. Bây giờ cái này cũng rất là khó cắt đúng không ạ? Nếu mà bình thường là cực kỳ khó cắt thì chúng ta banh nó ra và chúng ta làm từ từ xuống. Nhớ là không được cắt là lẻm vô cái thân nha, cắt lẻm vô cái thân là hư cái củ luôn các bạn. Đó, chúng ta để ngay cái đó, chúng ta làm nhẹ nhẹ nảy xuống, mình thấy rất là khỏe nè. Đó, các bạn có thể nghe gắt gắt nó đứt rồi đó. 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 Tại vì nó nối củ này, nó nối với qua củ này nên chúng ta cắt cái củ này. Còn củ này nó nối với củ này, nó mọc dít dắt nó qua bên kia, thì nếu cắt củ này thì chúng phải làm như vậy. Thì chút nữa mình làm sao? Các bạn thấy cái củ nó rất là đẹp nên chúng ta mà làm hư vô thì rất là uổng. Đó, thì chúng ta bén lắm các bạn, rất là dễ làm. Rồi xong rồi các bạn, thì chúng ta cứ để y như vậy. Giờ chúng ta sử dụng keo liền da hồi nãy màu đen á, chét ngay chỗ này banh ra. Đó là một cái. Cái thứ hai là chúng ta cắt cái cọng củ thứ hai, còn hai củ cuối là chúng ta không cắt các bạn, để nó còn sức chúng ta cắt cái củ này luôn. Này một thời gian nó lại đâm con tiếp. Đây, có cái này mình thấy nó dễ dàng, còn không á bình thường là thôi là khó khăn lắm các bạn. Đó, cái củ này là nó bự quá, nó con dao này các bạn nên cưa sử dụng cái đó. Nó ngọt rồi đó bạn, nó ngọt xuống rồi đó các bạn, nhớ là cẩn thận hoàn toàn nha. Đó, các bạn thấy nó xuống rồi đó. Rồi, nó đã tách rời ra rồi các bạn. Tách rời ra rồi đó. Thì một thời gian nữa thôi, rất là ngắn thôi, nó sẽ mọc hai cây con của hai cái củ này, tại hai củ này rất là khỏe. Thì chúng ta sẽ khoảng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái keo liền da này, chúng ta chét nó vào cái vết thương đó các bạn ha. Rồi quay qua một cái chậu nữa để Mai Quy làm mẫu cho chúng ta xem luôn.
Đây là người ta đã cắt rồi nè các bạn, hồi xưa nó cắt rồi nè. Đây. Hồi xưa người ta cắt nè, nó ra nè, đó là hai bên nè, đúng không? Kho chúng ta không cần làm cái điều này. Chậu đó xong rồi. Ví dụ như bây giờ chậu này. Đây chúng ta hãy cắt cái củ già này đi để củ già này tự nó lên con. Thì chúng ta sẽ dùng con dao này chúng ta lãi nhẹ vô. Nhẹ nhàng thôi nha các bạn. À, rồi nó đã rời ra các bạn. Đây quay vô dưới đó, quay vô đó, nó đã không bị cái lá này kia. Đây đó, nó đã rời ra cho chúng ta coi. Chúng ta chỉ chét keo vô là xong. Giờ chúng ta để như vậy thì là củ này một thời gian nó sẽ mọc con ra. Thì đó, những điều mà những cái cách tách chiết như vậy sẽ rất là dễ dàng đó. Cái kéo này trong video này tuy là Mai Quy giới thiệu cái kéo này, cái dao này, nhưng mục đích đó là muốn giới thiệu cho chúng ta một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, có khỏe, có lực và cắt rất là ngọt, bén, để chúng ta sử dụng cách tách chiết những cây quý hiếm hay là những cây mà nó cần cái lực cao. Còn chúng ta sử dụng những cây cây khác như là kéo thái, cây dao Thái Lan hay gì đó, một thời gian nó sẽ bị gãy cái lưỡi các bạn. Nó không có bền, và những con dao khác nó nhỏ quá, nó không đủ lực, nó làm cho chấn thương, vết thương, làm cho cây chúng ta bị bệnh. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúng ta có nhu cầu mua cây kéo mà chuyên về để cắt tách chiết thì chúng ta hãy mua đúng của công ty Mai Quy và tại trang web kho-nông-nghiệp.com và siêu thị Quang.com để chúng ta mua được cái sản phẩm chất lượng, đạt hiệu quả và không bị hàng nhả, hàng giả, hàng nhái. Và những sản phẩm này đều đang sử dụng ở công ty Mai Quy rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.